Luật căn cước được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ 6 sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, trong đó có những điểm mới đáng chú ý sau. Đổi tên căn cước công dân thành căn cước, bỏ thông tin quê quán và vân tay trên thẻ căn cước đặc điểm nhận dạng thay vào bằng thông tin nơi đăng ký khai sinh và nơi cư trú. Chứng minh nhân dân chín số của công dân sẽ hết hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2015. Cấp thẻ căn cước cho người dưới 6 tuổi, bổ sung quy định cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch, công dân Việt Nam dưới 14 tuổi cấp thẻ căn cước theo nhu cầu. Cấp thẻ căn cước cho người dưới 6 tuổi không thu nhận thông tin, nhận dạng và trình xác học. Bổ sung quy định cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam từ 6 tháng trở lên. Thông tin tích hợp vào thẻ căn cước gồm thông tin thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn hoặc giấy tờ khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.